Xin chào, hôm nay chúng ta cùng nhau học bài ôn tập về đo thể tích nhé bạn. Ở bài này sẽ giúp các bạn củng cố về quan hệ giữa mét khối, decimet khối, centimet khối, viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thể tích. Nào, cùng nhấn nút tiếp để làm bài nha. Bạn làm đúng rồi. 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 Bạn làm đúng rồi.
Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.